Warhammer 40,000 Cuộc gặp của hoàng đế nhân loại và Horus trong Warp Jake Solar War bởi John French Một Chà Hắn ta đang chờ đợi Hắn ta đã luôn chờ đợi Ở chỗ này không có thời gian Không thực sự có Trừ khi các thế lực bên trong dòng thủy triều của nó Muốn điều đó trở thành hiện thực Ta đây, vĩnh cửu là sự thật Chà Dần dần, với sự mệt mỏi và miễn cưỡng ông hình thành ý niệm về đôi mắt về một cái miệng tay chân chữ ký bên dưới ông tại đó còn một chiếc ghế khác và một sợi dây suy nghĩ và ý chí sẽ buộc ông trở lại một nơi bằng kim loại đá và thời gian cha, ông mở mắt ra bóng tối nằm trước mặt ông trải rộng khắp mọi chiều không gian bóng tối và chỉ một mình ông trong khoảnh khắc đó Ông cảm nhận được tiếng vọng của mọi người đàn ông hay phụ nữ đã từng thức dậy bên đống lửa bập bùng để rồi thấy màn đêm đang đến gần hơn khi ánh lửa mờ dần. Bóng tối trở thành một tấm gương đen. Ông nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Một người đàn ông trên chiếc ghế đá. Làn da già nua đen sạm bám vào họ má mà ông. Màu của sắt và tuyết là bộ râu của ông. Đôi vai và tứ chi ẩn dưới chiếc áo choàng đen mỏng. Bụi đất đánh dấu lòng bàn chân trần Đôi mắt của ông vẫn rõ ràng và không có sự chắc ẩn hay lòng thương hại nào bên trong chúng. Chưa ghế và người đàn ông nằm trên một bị đá hẹp. Đằng sau ông đang rực cháy một bức tường lửa uốn lượn, rực sáng và bùng lên như bề mặt của một ngôi sao. Sự phản chiếu thay đổi trong chốc lát, một hình dáng bằng sắt và những lưỡi dao với đôi mắt lò than đang nhìn lại ông từng ngày vàng. Và rồi nó đã biến mất, và hình ảnh phản chiếu là một vệt mờ của những hình ảnh chồng lên nhau một chiến binh vàng đứng rút gươm trước cổng một tòa thành cao chót vót, dáng hình một người trước miệng hàng núi, một cậu bé cầm cây gậy với nỗi sợ hãi trong đôi mắt của mình, một nữ hoàng với ngọn giáo trên đỉnh vách đá, một con đại bàng với mười đôi cánh bay trên bầu trời đầy sấm sét. cứ tiếp tục, những hình ảnh nhào lộn chồng lên nhau như những quân bài được tung lên không trung. liệu còn chút sự thật nào trong người không? giọng nói phát ra từ bóng tối hỏi. những hình ảnh biến mất và bóng tối treo lên lửng trương màn ông. Nó trôi vào vực thẳm bên dưới Như một thang nước làm từ cát đen Tại cội nguồn của lời dối trá của người Còn có chút sự thật nào không hả cha Bóng tối trở thành một khu rừng Những thân cây tối tăm Vươn tới một bầu trời không thể chạm tới Dễ cây bò ra Và đông xuống vực thẳm bên dưới Người đàn ông trên chiếc ghế đang ngồi trên mặt đất phủ đầy tuyết Ngọn lửa cháy trên mặt ông Một cái bóng di chuyển ra khỏi bóng tối giữa những tàn cây Nó rất to lớn có bộ lông màu đen và ánh mắt bạc. Nó kéo theo cái bóng của mình khi tiến về phía trước rồi dừng lại trên rìa của ánh sáng. Người tự nhận mình là con người, con sói nói. Nhưng đó là lời nói dối, được nhận ra bởi bất kỳ ai có thể nhìn thấy người ở đây. Người phủ nhận mong muốn trở thành thần thánh, nhưng người lại nuôi dưỡng một đế chế để cả tụng mình. Người tự gọi mình là chủ nhân của nhân loại, và có lẽ đó là sự thật duy nhất mà người từng nói, rằng người muốn biến con cái mình thành nô lệ. Con sói nghiêng đầu Trong giây lát Nó không phải là sói Mà là một cái bóng to lớn Bao quanh Bởi những tia sét Hộc mặt hóa thành một lò lửa đỏ Nhưng đứa con này Con sói cầm gừ Cơ bắp cuộn lại dưới bộ lông đen tuyền Đôi môi thu lại sau hàm răng Đứa con này đã trở lại cái nồi dối trà của người Con sói nhảy lên Khu đường nhấp nháy một bảng đèn ngòm Và những màu sắc hỗn loạn Bóng của một người đàn ông vươn qua màn đêm với đôi tay đầy móng vuốt Ngọn lửa gầm bùng lên thành bức tường rực cháy và móng vuốt cào vào ngọn lửa. Bóng tối cháy thành trò và than. Con sói lùi lại, chu lên, sớm chớp xé toạc bóng tối của khu rừng. Một bầy sói cũng đi dọc theo ranh giới của ánh lửa. Đằng sau chúng, những con mắt khác tỏa sáng trong bóng tối giữa hàng cây sâu hơn. Chúng sáng và lạnh lùng như thể ánh sáng của những vì sao tàn khốc. Người đàn ông quay đầu lại, ông ta không nhìn vào con sói mà nhìn vào bóng tối phía xa. Ta chối bỏ người ông nói. Và ở nơi này, điều đó còn thực hơn cả sự sống, nhưng cũng hư ảo như một giấc mộng. Lời ông làm rung chuyển màn đêm như sầm sét. Người thậm chí sẽ không nói chuyện về ta phải không cha? Ngay cả lúc này, khi mà đế chế dối trá của người đã kết thúc, người cũng sẽ không nói cho ta biết sự thật. Các người chỉ là những cây bóng. Người đông nói, không gì hơn. Các người không làm được gì cả. Các người chẳng là gì cả. Các người đến Cùng với một đứa trẻ bù nhìn Nhưng các ngươi lại không nói cho nó biết lý do mình cần nó cả người cần nó vì cả người không có gì là thật Không thanh gươm nó không phải giả dối Không sức mạnh nào Không phải lừa bịp Các người cần nó bởi vì các người yêu đuối Các người cần nó Sợ nó Và nó sẽ thất bại Tiếng cười tràn gập màn đêm Vỗ vào không trung liên hồi như đôi cánh Khó khè theo tiếng của những con người sắp chết Đang cố gắng thở Cuộn tròn tới lui trong tiếng cười khốc kích Màn đêm cuộn cuộn lao về phía trước, kéo dài, cuộn lại, nén chặt. Người đàn ông trên chiếc ghế giật mình, ngọn lửa uốn cong và cỏ lại. Hình ảnh của người đàn ông cũng nhấp nháy, và trong một giây, ông trông giống như một xác chết ngồi trên ngài vàng, xương bàn tay ông nắm chặt cánh tay một cách đau đớn. Ông nhắm mắt lại, hình ảnh bắt đầu mờ đi, như thể được nhìn qua một cơn gió đầy bụi. Các tiếng cười càng lúc càng cao. Nó luôn như vậy, lặp đi lặp lại dưới vô số hình thức và những ẩn dụ cái chết và bóng tối khoác lên vô số bộ mặt tiếp diễn theo chu kỳ lặp lại liên hồi vào ngày càng mạnh mẽ khi màn đêm tràn vào một cách đói cát và lúc trước cũng như hiện tại chỉ có một câu trả lời cho nó diệt chóc máu và những cái kết sự hy sinh và cái chết ta đã trở lại đây giọng của con sò trong bóng tối vang lên ta chối bỏ người người đàn ông nói Hình ảnh mơ dần theo tiếng vang của một giấc mơ và tiếng cười không dứt. Hai Tuyết xuôi sụp trên bầu trời đen ngòm khi người đàn ông già bắt đầu leo lên đỉnh núi. Bộ lông đóng băng và những miếng rẻ đen quấn quanh người ông. Cơn gió tấn công ông và ông loạn trọng, xuyên ngã. Bàn tay ông vùi vào tuyết, lạnh lẽo, bỏng rát, hơn cả lửa, hơn cả nước. Ông thở hồn hình và trong giây phút này tuyết không còn là tuyết mà là mọi khoảnh khắc của nỗi đau từng được chịu đựng tiếng than khóc của người mẹ bên một bọc con nhỏ suy nghĩ cuối cùng của một người đàn ông chết trước tuổi cái chạm của lưỡi dao lạnh lùng sắc bén bỏng rát ông tự kéo mình lên trên sau lưng ông lại nghe thấy tiếng kêu của bầy sói ông dừng bước quay lưng lại ánh sáng của ngọn đuốc đang cháy trong tay ông gỡn sóng trong cơn gió rất đôi mắt ông bắt gặp ánh sáng của ngọn lửa khi ông nhìn lại con dốc hướng vào khu rừng những cái cây màu hướng lên trên Cành trơ trụi vươn ra đón gió Những đôi mắt đang nhìn lại ông Có màu đỏ, xanh lá cây và vàng rực Ở về xa Vẫn có thể nhìn thấy phía trên và ngoài các ngọn cây Ông có thể thấy ánh sáng của tòa tháp Mà mình đã bỏ lại để thực hiện cuộc hành trình này Những cơn gió giật Và lũ sói kéo theo Hiện ra có bóng tối và xương giá khi chúng nhảy Ông vùng ngọn đuốc Hàm của con sói rộng ngoác đầy những chiếc răng cùn Cắm vào hàng mưu thối rữa đồng thau nóng chảy văng ra từ hàm răng sắt lửa xanh tóe lên từ móng vuốt thủy tinh đen ngọn đuốc đập trúng con sói đầu tiên những tia chớp ban đêm tàn vỡ tuyết bỏng rác bầy sói lùi lại tiếng hú đâm dung chuyển cơn bão tuyết đang từ trên trời rơi xuống ông lão chạy lên sườn núi đôi chân chìm trong tuyết lún tay nắm chặt vào những tảng đá đóng băng tiếng hú lại nổi lên lối vào cửa hàng đang rất gần chỉ ngay đó giữa những tảng đá một bước nữa, chỉ một lực đẩy nữa của ý chí và ông sẽ đến được thánh địa đó. Bóng vuốt vườn tới ông. Ông có thể cảm nhận được hơi thở của chúng sau lưng mình. Ông quay người lại và ném ngọn đuốc đang cháy lên cao. Một cột sắt gai góc đã bắt lấy nó và giáng xuống đất. Ánh sáng trắng nhấn chìm sườn núi. Bóng của những con sói tan vào lòng đất, nhưng chúng vẫn đang kéo đến. Ông liệt nhảy từ cánh cửa đá dẫn vào lòng núi và cầm lặng. Mùi của đá và đất Sự bật động Hang động trải dài trước mặt ông Các bậc thang lờm trường đã được khảm vào nền đá Những đường chỉ bằng pha lây lấp lánh Phía trên những bức tường đá thô Âm thanh của nước nhỏ giọt vào đá Chạm vào ông Một cuồng lửa đang lan dần lên các bậc thang Khi ông dần đi xuống Một cánh cửa vuông vức đang chờ đợi ở phía dưới Ông chợt dừng lại trên ngưỡng cửa Sau đó bước qua Cái hang nhỏ này đã được mở rộng Đầu tiên là bằng những chiếc rìu đá sau đó là các công cụ bằng đồng và sắt ánh sáng phát ra từ ngọn bức được đặt trong một bát dầu trong vắt nhưng chiếc ghế đá xếp dọc theo bức tường hai bên cửa các ghế ngồi nhẵn nhụi đã được bào mòn theo thời gian và bởi những người đã từng đến đây những đường dẫn chạy xuống sàn nhà nơi có một khối pha lê thô nổi lên các biểu tượng bò trên mặt pha lê của nó một nhân mã một giọt nước rơi ra từ trước cốc cơ thể người với cái đầu của một con bò đực Người đàn ông mặc quần áo rách dưới và bộ lông thú màu đen dừng lại. Một người đàn ông khác mặc áo choàng vàng đang ngồi trên một chiếc ghế dài. Anh ta cầm một cây gậy và một vòng nguyệt quế được làm bằng những sợi màu bạc bện lại đang nằm trên đầu anh ta. Anh trông rất trẻ. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó ông già khoác áo lông phu đầy xương giá lắc mình và kéo chiếc áo choàng ra khỏi lưng. Chiếc áo dài đen bên trong rách dưới và lấm lem mồ hôi. Cửa bắp trên cánh tay ông tèo tóp Bờ vai gù đi vì tuổi tác Mái đầu thưa tóc và bạc phơ Những chân nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay ông Cái đầu của một con cừu đực Một mặt trời đang chiều sáng Một viên đá opal màu xám Xin chào bạn cũ Chàng trai mà áo vàng nói Ông lão mặc chiếc áo đen rách dưới cật đầu Và đi về phía trước Trong một giây Bước đi của ông ngừng lại Đôi mắt ông nhắm chặt vì đau đớn Trần đá trong chiếc hang kêu cót két Một đám bụi rơi xuống người đàn ông mặc đồ vàng nhìn lên rồi lại nhìn người đàn ông mặc đồ đen khi anh ta hạ mình xuống băng ghế đối diện đây chàng trai nói và đưa ra một chiếc bát gỗ bánh mì và muối và thịt ông già gật đầu nhận lấy và bắt đầu ăn người đàn ông mặc đồ vàng cũng bưng bát của mình lên và hớp từng ngụm nhỏ không rời mắt của người bạn đồng hành của mình tôi rất tiếc phải gọi ngài đến đây người đàn ông mặc đồ vàng nói khi chỉ còn lại vụn bánh trong bát của người đàn ông già nhưng chúng ta cần nói chuyện Người đàn ông mặc đồ đen lao quyệt qua khóe miệng bằng mu bàn tay của mình Đôi mắt của ông có màu đen sâu thẳm Làn da dường như bị phong hóa trên khuôn mặt của ông Mọi thứ đang dồn vào ngày càng sâu Người đàn ông trẻ tiếp tục Cho đến nay Cuộc tấn công đã diễn ra đúng như chúng ta mong đợi Nhưng có cái gì đó khác Cái gì đó nằm ngoài nó Người đàn ông mặc đồ vàng Bắt đầu trả những lá bài xuống trên cây đá giữa hai chiếc bát Nhưng lá bài đã cũ và hình ảnh trên đó đã mờ đi. Một hình bóng trong chiếc áo choàng tối khuôn mặt quay đi đang leo lên ngọn tháp cao. Một người đàn ông có đầu sói với một bọc kiếm ẩn giấu dưới chiếc áo choàng. Một vòng quay của các ngôi sao quanh một vầng trăng đang tối dần. Lá này đến là khác, khuôn mẫu ngày càng hiện rõ với môi lá được đặt xuống. Ngài thấy đấy, người đã mặc đồ vàng nói. Nó thay đổi, nhưng cốt lõi của một khuôn mẫu luôn nằm ở đó. Một sự cộng hưởng ngày càng gia tăng trong WAP giống như những nốt nhạc tăng dần và hòa âm hoặc các mảnh ghép được đặt trên một cái bảng hoặc một thứ vũ khí được lắp ráp từng chút một. Tôi không thể nhìn thấy nó là gì, chỉ có cái bóng của nó. Nhưng nó đang ở đó, đằng sau màn đêm và sự đổ máu này. Nó đang ở đó. Người đang mặc đồ đen vẫn đang nhìn xuống các thẻ bài. Còn có những thứ khác nữa, các yếu tố không nhất quán. Ví dụ như thời điểm của cuộc tấn công, nó bắt đầu vào giữa mùa đông Vào đáy của mặt vũ trụ Và trật tự của sự vật Vị trí của các hành tinh đang rất đặc biệt vào thời điểm này Đây là sự kết hợp hiếm hoi chưa từng xảy ra từ À Kể từ trước thời đại tăm tối cuối cùng Chúng tôi đã luôn cho rằng Thời điểm của cuộc tấn công là do sự vội vàng Nhưng nếu đó là thứ gì khác Lỡ như đó là một thứ gì đó mới Đúng vậy Người đàn ông mặc đồ đen nói Ông đứng dậy Trong một giây Ánh sáng của ngọn lửa dầu in bóng ông lên tường. Và trong nháy mắt đó, không phải là bóng của một ông lão già nua, mà là một hình bóng ngồi trên ngài vàng. Hai tay nắm chặt lấy bục tựa tay, đầu giữ thẳng. Nó đang ở đó, dưới bề mặt, ngoài rìa màn đêm. Tôi có thể cảm thấy nó đang trôi dậy. Đó là gì? Chàng trai hỏi. Chúng đang làm gì? Người đã mặc đồ đen lặng yên một lúc, ánh mắt xa xăm, Ông đã phải đánh đổi rất nhiều điều để có thể gửi một phần của mình đến đây. Tới cuộc gặp gỡ của những tâm trí này ở một trong những thánh địa cuối cùng. Xa xôi và cũng chỉ cách một ý nghĩ là bóng tối dày đặc. Bị kìm hãm trong từng khoảnh khắc, một đợt thủy chiều dừng lại trên bờ biển chỉ bằng ý chí. Tôi không thể nhìn thấy. Hoàng đế nói. Bộ lông thú xê dịch trên thân hình già nua của ngài. Không ở trong, cũng như ngoài rìa màn đêm. Hiện tại là bóng tối và tương lai là một chân trời xa xôi. Chỉ có sự đấu tranh mà thôi. Malkador, trẻ trung và đang mặc đồ vàng, lặng yên một khoảng rồi gật đầu. Khuôn mặt của ông như thể một chiếc mặt nạ không để giấu nổi sự lo lắng. Những người khác cũng đã biết. Cuối cùng Malkador nói. Khan, thiên thần, các chỉ huy, đặc biệt là Rogo. Hành động của kẻ thù không nhất quán và họ thấy rằng có một khoảng trống, một cái bóng trong khả năng hiểu biết của họ. Đó là việc họ đến đây để làm. Hoàng đế nói, nhặt bộ lông lên với lớp băng và xương giá hầu như chưa tan. Để trở thành răng nanh và móng vuốt, để chiến đấu và không nhường bộ. Việc còn lại của ông là che chắn cho họ để họ có thể làm điều họ cần làm. Hoàng đế quay ra cửa. Chúng ta vẫn có thể thắng được trận này chứ? Makador hỏi. Đó không phải là câu hỏi mà ông đã thực sự hỏi. Hoàng đế nói, ngoảnh đầu lại nhưng vẫn quay mặt đi. Macaro nở một nụ cười buồn bã và gật đầu thừa nhận quan điểm. Tạm biệt, Hoàng đế nói. Kéo chiếc áo choàng lông của mình và quay về phía cánh cửa nhỏ rồi bước vào màn đêm và mùa đông. Macaro vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn vào khoảng không đen tối bên ngoài sự thô sơ của vòng đá. Sau một khoảnh khắc mà trên thực tế là kéo dài không quá một suy nghĩ, ông nhìn lại sắp bài tự bay trên băng ghi đá bên cạnh ông. Rồi ông đưa tay xuống nhặt lá bài với hình ảnh tòa tháp cao đang tan vỡ dưới một tia sét. Chúng ta có thể sống sót sau chuyện này không? Có thể làm được gì không? Ông hỏi và nhắm mắt lại. Ý niệm và hình ảnh của cái hang tách ra khỏi hiện thực và tiếng hú của màn đêm lao vào để đòi lại nơi mà nó đã chiếm hữu. 3. Chúng ta đây rồi. Chúng ta cuối cùng cũng đã ở đây người đàn ông không nhìn lên từ ngọn lửa nó gần như đã tắt với than hồng cuồng sáng mà những cốc cây đang nắm giữ đã nhạt dần từ màu vàng sáng đỏ khi ông quan sát nó kẻ lạ đang đứng bên kia của ánh lửa to lớn với khuôn mặt được chắt lọc từ hình ảnh của các vị vua và những kẻ chinh phục qua các thời đại anh ta mặc đồ đen giống như người đàn ông ngồi bên đống lửa nhưng trang phục của anh ta thật nặng nề và vườn giả, trong khi áo choàng và quần áo của người đang ngồi thật cổ kỹ và rách dưới tấm da thú dày dặn trên vai của người đàn ông đang đứng và đầu của một con thú dựa trên bờ vai của anh ta. Những chiếc nhẫn lấp lánh trên những ngón tay đang đeo găng, những viên ngọc đỉnh trên đó phản chiếu ánh sáng mưa ảo của cụ đang cháy. Thạch anh tím, hồng ngọc, ngọc lục bảo, sapphire. Người thực sự sẽ không nói sao, cha. Horus nói. Người sẽ không nói cho ta biết sự thật à? Hắn ngồi sụp xuống, xuống. Ánh mắt phản là ánh sáng rực rỡ Giống như những chân nhẫn trên ngón tay của mình Ta đang ở đây Ta tới một mình Người đàn ông ngồi bên đóng lửa Từ từ gần đầu lên Ông trông thật ra Làn da của ông đã nhăn nheo theo thời gian Tóc ông màu trắng Nhưng đôi mắt lại chỉ một màu đen Giống như những hốc mắt trên những bức tượng đồng Của các thời đã qua Giờ đây người sẽ không bao giờ đơn độc Ông nói Và hướng ánh mắt về phía khoảng tối Của những cái cây Ta thấy các ngươi rồi Ông nói với màn đêm Trong chốc lát Ngọn lửa đã bùng sáng Nhưng tia lửa bắn lên Ánh sáng không mờ mịt nữa Mà chói mắt Sáng chói đổ vào các khoảng trống giữa thân Và cành cây chờ trụ Những thực thể đầy lông Vảy và xương cò lại Và gầm gừ Nhưng chúng không rút lui Và sau khi ánh sáng mờ dần Bóng tối quay trở lại Và bao trùm xung quanh ánh sáng của than hồng Đạo đức và ngạo mạn cha hạ. Horace nói Ta không biết tại sao Ta chưa bao giờ nhận ra nó trước khi nó được tiết lộ cho ta Ngươi là một kẻ truyền quyền Không cá hơn những kẻ mà ngươi đã hạ bệ Để tạo nên vương quốc của mình Một vị vua với một vương miễn giả tạo Kẻ đã xây dựng ngai vàng của hắn Trên sự dối trá, tàn sát Và duy trì nó bằng vũ lực Những mục đích cao ca Những kết thúc vĩ đại để biện minh cho bất kỳ hành động nào Tất cả chỉ là lớp sơn bên ngoài Của một hộp sọ đang thối rữa Ta biết cha ạ ta đã nhìn ra chúng Người đàn ông ngồi bên đống lửa không cử động Và cái nhìn trong rỗng của ông vẫn giữ chặt không chớp mắt Khai sáng Horus nói Đó là những gì người thường gọi về mục tiêu của chúng ta Sự thật và ánh sáng Ta đã thấy rồi thưa cha Ta đã được khai sáng Tất cả đã được bày ra trước mặt ta Và không còn bức màn nào nữa giữa ta và ngọn lửa sự thật Horus chuyển động và trong một giây, hắn dường như không phải là một con người mà chỉ là một cái bóng của một cái gì đó to lớn. Khom lưng và đầy lông đã được bao trùm bởi ngọn lửa sáng hơn đám than hồng đang tàn lụi trường mặt. Người ấy vẫn còn chút sức lực. Horus nói và rơi bàn tay đau nhẫn của mình lên. Chậm rãi, hắn đưa tay xuống đống lửa và nắm lấy một mảnh gỗ đang phát sáng. Hắn nhấc nó lên, khói bốc ra từ nơi mà da thịt của hắn dần cháy thành than. Horus giữ chặt cục than hồng và ánh lửa đỏ chiều sang khuôn mặt của hắn. Sức nóng trong đám lửa giảm dần, trở thành đèn lạnh, sau đó tán thành bột cho. Horus nhìn hoàng đế một lúc lâu rồi đứng dậy. duyên diện của hắn vươn dài tới những cành cây chờ trụi và bầu trời đêm. Nhưng người không đủ mạnh mẽ, người chưa bao giờ như vậy. Hoàng đế nhìn lại đồng cho tàn của ngọn lửa trước mặt ngài. Sau đó ngài nhắm mắt lại và hình ảnh của khu rừng ngọn lửa và khuôn mặt của đứa con lầm lạc của ngài biến mất về phương xa, chỉ còn lại giọng nói của Horus lạnh lùng và cười vang khi nó vọng lại. Chạy đi, hắn gọi. Chào, hãy chạy đi và biết rằng ta đang đến. Chạy đi.